Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của vẻ mặt hay diện mạo. Vẻ mặt có nghĩa là gì trong Kinh Thánh? Biểu hiện bình tĩnh anh ấy cố gắng giữ được vẻ mặt của mình qua thử thách. Khuôn mặt, đặc biệt là hình ảnh khuôn mặt, như một biểu hiện của tâm trạng, cảm xúc hoặc tính cách bức ảnh cho thấy vẻ mặt u sầu của anh ta. Mang hoặc biểu hiện cung cấp sự chấp thuận hoặc trừng phạt, hỗ trợ tinh thần. Vẻ mặt có nghĩa là gì? Vẻ mặt bắt nguồn từ một tiếng Pháp có nghĩa là hành vi, nhưng nó đã trở thành một thuật ngữ ưa thích để chỉ biểu cảm một khuôn mặt hoặc chính khuôn mặt. Anh ấy có một vẻ mặt khó chịu hiểu hoặc một vẻ mặt thật quyến rũ. Kiên trì cũng có thể là một động từ có nghĩa là khoan dung hoặc chấp thuận. Làm thế nào để bạn sử dụng tính từ trong một câu? Ví dụ về câu hãy thân thiện với tất cả mọi người và luôn có vẻ mặt tươi cười. Vẻ mặt của anh ta cho thấy khả năng xảy ra sai sót. Một buổi sáng, Roy bước vào túp lều với bước chân chậm chạp và vẻ mặt buồn bã. Định nghĩa của vẻ mặt là gì? Ngoại hình, đặc biệt là dáng vẻ hoặc biểu hiện của khuôn mặt. Một vẻ mặt buồn bã, một mặt tầm nhìn xa, nét mặt bình tĩnh, sự điềm tĩnh, sự chấp thuận hoặc ưu ái, sự khuyến khích, hỗ trợ tinh thần. Chúa nâng khuôn mặt lên nghĩa là gì? Chúa nâng cao vẻ mặt của Ngài trên mặt, ban cho bạn sự bình an. Đây là phần thứ ba của phước lành Aaron mà chúng ta sẽ học hôm nay. Đây là một phần của phước lành mà Đức Chúa Trời đã truyền cho Môi-se dạy Aaron và các con trai của ông nói về Israel. Cách một người nói tiết lộ tính cách thực sự của họ. Đức Chúa Trời là Cha có hình hài không? Đức Cha và Con được coi đã hoàn thiện vật lý cơ quan, trong khi Chúa Thánh Thần có một cơ thể của tinh thần. Các thành viên của giáo hội tin rằng Thiên Chúa Cha chủ trì cả Chúa Con và Chúa Thánh Thần, nơi Thiên Chúa Cha vĩ đại hơn cả hai. Nhưng Chúa là một theo nghĩa là chúng có một đích thống nhất. Bạn tìm kiếm khuôn mặt của Đức Chúa Trời như thế nào? Tìm kiếm Chúa nghĩa là tìm kiếm sự hiện diện của Ngài. Sự hiện diện là tính cách dịch phổ biến của một khuôn mặt trong tiếng Do Thái. Theo nghĩa đen, chúng ta đang tìm kiếm khuôn mặt của Ngài, như đây là cách Hebraic để tiếp cận với Chúa. Điều gì xảy ra khi bạn dâng cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu? Bạn sẽ thấy Ngài hoạt động trong cuộc sống của bạn và đức tin của bạn nơi Ngài sẽ tăng lên. Đó là một quá trình được gọi là thánh hóa. Từ khi bạn dâng cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu và cho đến ngày bạn rời khỏi trái đất và được gọi về nhà để ở với Ngài trên thiên đàng. Đó là một quá trình được làm nên thánh, được thánh hóa, bắt đầu một ngày của bạn với Chúa Giê-xu. Làm cho Chúa Giê-xu làm Chúa của đời bạn có nghĩa là gì? Đối với Chúa Giê-xu là Chúa của phương tiện cuộc sống của bạn, rằng Ngài là người cai trị, ông chủ nhân của bạn toàn bộ cuộc sống. Ngài không thể là Chúa của một phần. Ngài là phải được trao quyền kiểm soát toàn bộ cuộc sống. Toàn bộ cuộc sống, khi nghĩ đến toàn bộ cuộc đời của một người, chúng ta nghĩ đến những phần khác nhau tạo nên một con người. Sức khỏe của khuôn mặt của tôi là ai? Hy vọng nơi Đức Chúa Trời, vì tôi sẽ ngợi khen Ngài. Đấng là sức khỏe của sắc mặt tôi và Đức Chúa Trời của tôi. Người viết thi thiên nói rằng Đức Chúa Trời là sức khỏe cho vẻ ngoài của họ, có nghĩa là Ngài là nguồn gốc của niềm vui, sự bình an và sự kiên nhẫn. Hướng dẫn về Chúa có nghĩa là gì? Đến với Chúa để được chữa lành và hướng dẫn là điều mà tất cả chúng ta có thể làm.
ngay cả khi chúng ta không cầu nguyện trong một thời gian dài. Chúa vẫn là Chúa, Chúa vẫn là nơi nương tựa và sức mạnh của tôi, một sự giúp đỡ rất hiện tại khi gặp khó khăn. Khi chúng ta hướng về Chúa trong lời cầu nguyện, chúng ta có thể cảm nhận được thực tại tình yêu của Ngài. Điều gì xảy ra khi bạn dâng cuộc đời của mình cho Chúa Giêsu? Bạn có thể thấy Ngài hoạt động trong cuộc sống của bạn, và đức tin của bạn nơi Ngài sẽ tăng lên. Đó là một quá trình được gọi là thánh hóa. Từ khi bạn dâng cuộc đời mình cho Chúa Giêsu cho đến ngày bạn rời khỏi trái đất này và được gọi về nhà để ở với Ngài trên thiên đàng, đó là quá trình được làm nên thánh, được thánh hóa, bắt đầu một ngày của bạn với Chúa Giêsu. Chúa có muốn chúng ta hạnh phúc không? Nhưng rất có thể bạn sẽ không nghe thấy bất cứ ai nói. Chúa muốn chúng ta hạnh phúc, tất cả chúng ta đều muốn được hạnh phúc. Nhưng chúng ta có thể cảm thấy tội lỗi vì sự khao khát này. Khi khám phá hạnh phúc là gì và cách chúng ta đạt được nó, cung cấp sự khôn ngoan, hiểu biết sâu sắc và bằng chứng kinh thánh rằng Đức Chúa Trời không chỉ muốn chúng ta hạnh phúc mà còn ra lệnh cho điều đó. Chúa muốn chúng ta sống như thế nào? Đức Chúa Trời mong đợi chúng ta chấp nhận con Ngài, Chúa Giêsu Kitô là cứu chuộc của chúng ta. Ngài mong đợi chúng ta dâng cuộc đời mình cho Ngài. Và khi làm như vậy, chúng ta hãy phát triển đặc tính của Đấng Christ. Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở nên giống Đấng Christ hơn. Đức Chúa Trời mong bạn tin cậy Ngài, yêu Ngài và noi gương con Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.